Thưa quý vị, để triển khai và lan tỏa sâu rộng các hoạt động của hệ thống mặt trận thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền vận động theo hướng bám sát cơ sở, đa dạng về nội dung, hình thức. Và chính từ thực tiễn đời sống, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình dân vận khéo, qua đó quy tụ sức mạnh tổng hợp toàn dân cho tiến trình xây dựng, phát triển địa phương. Gia đình 5 nhân khẩu của anh Lê Minh Quốc ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu thuộc diện hộ nghèo chuẩn tỉnh. Cuộc sống còn chật vật nên ngôi nhà của anh mãi chưa có điều kiện nâng cấp, sửa chữa. Tháng 5 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu và xã Long Sơn kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh 80 triệu đồng xây mái ấm yêu thương. Lúc trước thì nhà mình cũng sập sệ này kia, mưa gió thì tới mưa này kia lấy đồ che hứng nước đỡ. Giờ cũng được căn nhà về là cũng là quý, cũng cảm ơn mạnh quân và cả xã cũng quan tâm tới mình. Thì mình cũng dán làm để lo cho con cái mình ăn học. Là lao động chính trong gia đình, nhưng 3 năm qua, anh Tạ Công Hậu ở phường 10 thành phố Vũng Tàu bị tai nạn, không còn đủ sức khỏe, nên gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai vợ. Triển khai mô hình kết nối yêu thương, trao sinh kế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Hậu 10 triệu đồng để có thêm vốn xoay sở buôn bán. Nhà phường với lại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc giúp đỡ cho vợ chồng em số tiền 10 triệu để vợ chồng em lấy thêm hàng hóa để bán, để kiếm thu nhập, mà tăng thêm thu nhập ổn định hơn. Trong các cuộc vận động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai, thì cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Vũng Tàu chú trọng hơn cả vì gắn liền với đời sống dân sinh. Từ cuộc vận động này đã có 155 mô hình dân vận khéo được thực hiện theo 5 nội dung cuộc vận động. Điều đáng ghi nhận là các mô hình dân vận khéo này có sự kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Vũng Tàu với các nhà hảo tâm, không dùng kinh phí từ quỹ vì người nghèo hoặc dùng ngân sách nhà nước. Năm 2022, mô hình kết nối yêu thương trao sinh kế có 19 hộ nghèo được trợ vốn mua phương tiện sản xuất kinh doanh với tổng trị giá 134 triệu đồng. Mô hình chấp cánh ước mơ trao gần 600 suất học bổng trị giá 391 triệu đồng cho học sinh nghèo, 2 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, trao cho 2 học sinh có mẹ mất do dịch Covid-19. Mô hình mái ấm yêu thương huy động được 680 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà và sửa chữa nhiều nhà cho các hộ khó khăn. Các mô hình dân vận khéo, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, vận động nhân dân ra quân thu gom rác thải, phân loại rác tại nguồn, tập trung chuyển và xử lý đúng nơi quy định, cũng tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thì trong năm 2023 thì chúng tôi đã có một cái chương trình cụ thể và có những cái việc làm cụ thể, xây dựng từng chương trình cụ thể để thực hiện từng bước, từng quý và trong năm, và chúng tôi sẽ triển khai vào tháng 1. Phải nói là rất là vinh dự, trong năm 2022 thì với lại cái sự quyết tâm cao và với lại cái việc mà thay đổi cái phương thức hoạt động của mặt trận, thì chúng tôi mặt trận các cấp trong thành phố cũng đã tuyên truyền vận động, tập hợp được rất là nhiều thành phần tri thức, tôn giáo, người dân trên địa bàn của thành phố Vũng Tàu cùng chung tay thực hiện các mô hình an sinh cũng như là các cái mô hình về môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Với những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu được đánh giá xuất sắc toàn diện, đứng đầu cấp tỉnh trong công tác mặt trận năm 2022 và được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng. Đây cũng là động lực để các cấp Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh thi đua hướng đến chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.